Thì chưa đến giờ hai vợ chồng em trực máy, giờ mới đến máy rồi. Suốt từ khi 9 giờ sáng đến giờ cứ đi theo máy suốt đi rồi, mà giờ mới cắt được lúa đây. Bố Quý đánh máy cày xuống chờ lún thôi, để chờ rơm chờ lúa về luôn. Đáng ra là rơm để phơi đến mai để xuống chờ, nhưng em phải hút về là lý do là tại vì hai cái miếng ruộng này á, năm nay nhà em không cấy. Em cho cái đứa em con bà dì làm bí. Thế là phải hốt rơm đi về để cho tháng mai nó đập đất nó làm luôn. Thế là mới hơi vội một chút. Ôi đi theo máy suốt thì gần như một ngày trời, cứ khổ đó. Tại vì năm nay thấy bảo là các xã, các nơi khác họ gặp trùng lừa hợp một lượt á. Thế là mới thành ít máy, chứ mỗi năm thì còn dễ kêu hơn. May mắn nhà em còn được gặt trước, chứ còn bà con nó còn theo đầy ở đây này. May ruộng khô thế là máy cũng làm được thấp để mình ra lấy rơm. Máy hạ thấp lắm, thấy chưa? Đấy. Tại vì nhà em yêu cầu hạ thấp xuống để lấy thêm rơm. Thà rằng mình thơm thêm cho họ một xào mấy chục cũng được. Chưa đáng là máy này à, có nhà người ta không yêu cầu, người ta gặt có mỗi tí ngọn ở trên thôi. Nhưng mà em yêu cầu nên người ta gặt sâu hẳn xuống đi. Để tranh thủ nắng tiến chặt rơm để cho bó. Nhiệt lắm mọi người ơi. Cái thở hắt giá đây. Ê ơi, tuốt xong hai vợ chồng hênh nó này. Trên xe giờ để hót rơm về luôn đây này. Nốt thì công đánh máy xuống. Thế là hót về luôn. Đáng ra là để đến mai nó nhẹ thì dễ nhỉ. Đằng này hót về liền hết cả hơi. Em đi đánh đống vào cho gọn thì Phú Quý là cứ hất lên xe. Đánh xe đến đâu hất lên lên đây. Được nửa xe bọt núp rơm rồi nữa. Mới hết một ôn, còn nguyên một ôn nữa. Vừa tối rồi. Dạ thôi giờ em phải tranh thủ làm đây. Lúc hay là trời nó chập choạng tối rồi. Đủ toan rồi. Đấy. Đi. Đấy. Cháu bơi không chịu xé. Ờ, để về mần thịt cho em ăn này. Khi nãy hai vợ chồng vô được con ếch. Mày về làm thịt cho bé Thảo. Ôi, nguyên một xe rơm luôn cả nhà ơi. Thế là xong đây nữa. Giờ hai vợ chồng về. Em đi xe máy về trước, còn bố Quý túc tắc về sau cho mát. Nắng mệt thật ạ. Ôi mệt lắm cả nhà. Nắng cái kiểu gì, gió thì không có mấy nữa, nực luôn. Không tài gì đó. May mà giờ chập choàng tối này mới làm được. Chứ mà để muốn đi làm cho sớm mà về cho sớm thì sợ không trụ được. À bồ chưa ruộng. Hoa mắt chóng mặt đấy đó. Nắng thì cũng thích là không phải chạy rơm chạy lúa cứ làm thong thả, nhưng mà cũng mệt lắm, nắng quá. Sao cả nhà ơi, tối hôm qua hai vợ chồng em về muộn quá, thế là rơm ăn đánh đống ở đây cả đây. Giờ em phải phơi hết cái chỗ rơm này, này. Bố Quý sáng nay lại đi chở lúa cho người ta rồi, thế là em không có ai trông bé Thảo cả. Em này phải đem bé Thảo xuống dưới trường gửi cho cô buổi hôm nay nữa. Nốt ngày hôm nay là bé Thảo được nghỉ á. Thế thì xuống mà em gửi cho cô nốt ngày hôm nay. Cô đang cười. Thế giờ để mẹ về làm việc đây. Trời mưa đi đây. Hai. Hôm nay trời đang mất nắng đây này. Mà định chưa giải cơ, nhưng thấy cái anh hàng xóm giải nên em cũng giải theo. Nếu có mưa mà chạy lượt cho vui. Anh ấy phơi núi dưới, em phơi núi trên. Từ nãy giờ mới ôm giải được một khúc. Giờ còn ba đống nữa rồi em phải đi lấy xe rùa em đẩy cho nhanh cho ôm mệt lắm.
bắt đầu nóng rồi mệt đã. Cả nhà ai làm cho được rơm mà may xong là trời vừa nắng luôn. Khi sáng trời âm u tưởng là mưa cũng không dám giải sớm. Thế là trời giờ này may này nắng, thế là em đi chở rơm gần rão rồi. Bây giờ phải vào tranh thủ ăn đã, hôm nay may quá có anh Toàn anh ấy đi học về sớm. Là ngày cuối năm rồi thì sang trường lao động các thứ gì thôi ấy. Thì anh về sớm anh nấu ăn được cho mẹ đó, cho mẹ không có thời gian nữa. Người nấu ăn thế là bảo con đi mua bún về bỏ xương ra ninh làm bún ăn đi cả nhà ơi. Bố Quý ăn vội để đi đi chở lúa cho họ rồi, giờ còn có mẹ với lại Thảo thì đang ngủ chứ bọn kia nó cũng chưa ăn. Thế mày lạ chứ này. Thôi thì mẹ làm một tô của mẹ ăn đi đã, rồi tí nữa mấy anh kia dậy để ăn xong. Hắn còn nguyên nửa nồi đây rồi đây. Lúc nào đói thì ăn. Em ăn lật đật bắt cho xong rồi ra làm rơm. Bố Quý bảo đi chở lúa thì không đi chở nữa, giờ đang làm rơm ở ngoài rồi. Cả nhà ăn bún với em nhé. Hôm qua đi chợ trứng ăn bún, nay không ăn bún. Trong cởi quần áo hoặc để này ăn luôn. Ăn mà làm không có thì bé Thảo đang chơi, chị Hương ở trên nhà khóc nhè. Ô em, không chơi nữa hả con? Đi chạm đi hộp đấy. Ăn muốn không? Chị chó cái mặt lên đây. Được con? Em ăn không? Chị chó đấy mà ăn lên. Em ăn không? Ăn được cái này, được cái này. Nước mát trong cho lúa mẹ này. Thì vất vả 3-4 ngày mùa thôi, chứ bình thường thì không bận công bặt bặt ở nhà. Nhưng mà mùa 3-4 ngày mùa thì vất vả, cả lúa cả rơm thì lắm. Lấy cái bát này là bỏ xương. Đánh một tí xong bắt vào. Bố Quý. Tưởng Bố Quý vào mình giải não. Sao lỗi? Đấy. Nó có lỗi. Anh xuống đẩy ở dưới con kia đang lên. Đẩy đi chứ. Cái dơ mà gần đường cái khô này tua này đang rất tàn lúc. Ở gần đường cái là tiền. Xe của cá lên bùn rồi, xe cá mông. Cái nào nữa rồi? Đẩy ít một thôi, đẩy nhiều nữa. Thôi,
để mẹ mỏng mỏng thôi. Dính hại cho vào hết rồi. Rơm nhà em còn phơi ở núi dưới nữa này. Thế nào, giờ phải đẩy lên đi ôm mệt. May ở đường bê tông dễ đẩy. Trời ơi, còn đang nắng là làm cho đứt ruột nữa. Một quý đang ngồi nghỉ. Có 3 bình mà nó phơi trên ông nội. Trên ông nội mà bé này nè. Ông em mới lên 3 cha con nó hốt xong. Trời mưa hót thóc vội vàng mệt đấy mọi người ạ. Nói là được một lúa không hề nhàn thế nào. Trời đầu mưa chạy thôi. Ở nhà thì thôi em xin dừng video tại đây ạ. Em gặp mọi người lại những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn ủng hộ.